Xin chào nhà văn Chu Đất Tiến. Xin chào chị Đỗ Thuấn và xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Xin anh cho biết anh bị tù hồi nào? Vâng, thì cũng như mọi quân nhân khác, tôi đã trình diện vào ngày tháng 6 1975 và tôi ra tù vào cuối năm 1980, đầu năm 1981. Họ đưa anh đi những đâu? Tôi đầu tiên thì tôi trình diện ở trường học Chu Văn An và sau đó họ đưa tôi lên Trảng Lớn. Và Trảng Lớn tôi cũng chuyển qua một vài trại nhỏ trong đó. Rồi sau đó chúng tôi về tới Ca Tum. Và cũng ở Ca Tum được một thời gian thì có cái vụ Trung Quốc tấn công, cho nên họ đã chuyển chúng tôi về Suối Máu. Thế lúc đầu vào thì họ là ủy ban cân quản, họ đối xử có tử tế không? Trong giai đoạn đầu tiên thì họ không có một thái độ gì hết ngoài cái vấn đề lên lớp và giảng cho chúng tôi nghe. Dĩ nhiên là toàn là những lời nói khoa trương về chế độ Cộng sản và cũng như là nói về những cái điều mà nhục mạ chúng tôi, coi như chúng tôi là những người mà phản quốc mà đi theo thống Mỹ. Sau đó thời gian khi bắt đầu vào cái chương trình học tập thực sự, gọi là học tập thì chúng tôi phải mỗi ngày phải lên lớp buổi sáng rồi buổi chiều đi lao động. Và từ đó thì chúng tôi đã bắt đầu vào một cái chương trình là khổ nhục trong suốt những ngày tháng còn lại ở trong tù. Tại sao anh gọi là khổ nhục? Vâng, thưa, thực sự trước mắt đã có nhiều cái vấn đề chúng tôi phải trình bày. Vấn đề thứ nhất là làm việc. Thì làm việc thì chúng tôi làm việc phải nói như là những tù khổ sai. Mục đích chính của nó họ là không phải để tạo những tiện nghi cho những người tù, nhưng mà tạo tiện nghi cho cán bộ trại. Phải dựng nhà, phải đắp nền, phải phá đường để cho những cái xe quân xa của Cộng sản đi. Những công việc đó phải nói là rất là nặng nhọc và anh em chúng tôi phải làm quật quật. Rồi sau đó thì chúng tôi là dĩ nhiên cũng có làm lên những cái nhà cho chúng tôi ở, nhưng mà đó là công việc sau. Công việc đầu tiên là làm nhà cho cán bộ trước, rồi chúng tôi cũng phải đẽo ghế, đẽo bàn và làm tất cả các tiện nghi cho cán bộ. Một số các anh phải làm thùng tôn, phải gò những cái vali và cả những cái đồ dùng cho cán bộ. Nghĩa là nói chung là mục đích chính của chúng tôi trong đó làm tất cả các công việc khổ nhục để phục vụ cho đời sống của cán bộ và những người coi tù. Và trong khi đó thì cũng làm một số những tiện nghi cho anh em chúng tôi được ở sao cho khỏi mưa nắng. Trong ngày đầu tiên thì chúng tôi ở không có vách tường, chúng tôi phải lấy những cái vỏ đạn dựng lên, xong rồi lấy dây cột và lấy những cái tấm trải làm nóc nhà. Thì chỉ mà cơn gió mạnh là nó giật đi tung hết. Sau đó dần dần chúng tôi mới có những cái nhà ở do chính tay chúng tôi làm. Thì nói chung là họ cho ăn uống có đầy đủ không? Vấn đề này phải nói là kinh khủng nhất trên thế giới, và chưa có chế độ nào họ giam tù mà không cho ăn như là chế độ Cộng sản. Thì họ cũng dĩ nhiên là cũng cho, nhưng mà không phải là cho ăn theo cái nhu cầu của chúng tôi, mà họ cho ăn những hồi đầu cho những bo bo, những loại bo bo mà nếu chúng ta nhớ thì nó có ba loại bo bo trắng, bo bo vàng và bo nâu. Bo bo nâu là cái loại mà không thể nào nhai được, chỉ có ngựa mới nhai thôi. Bo bo trắng thì tương đối nó mềm hơn, nhưng mà giai đoạn đầu tiên họ cho chúng tôi ăn bo bo đỏ, tức là cái bo bo mà cứng nhất đó. Rồi có một thời gian họ cho ăn khoai, mà khoai như chúng ta biết là khoai rất là dễ bị hạ, bị sùng. Nếu có một vài củ phải hạ sùng thì coi như toàn bộ cái số lượng khoai nó bị sùng hết. Họ đổ đầy ở ngoài sân đó, cao như những cái ngọn đồi nhỏ đó, và khoai chất đầy trong đó. Mà khi mà chúng tôi nhặt lên để ăn đó, thì 10 củ thì hạ tới 8-9 củ. Thành ra thời gian chúng tôi nói là đói vô cùng. Thì sau đó họ cho khoai mì, mà khoai mì sắt lát, khoai mì không có lột vỏ. Và khoai mì họ sắt lát mỏng họ để cũng như là một cái đồi nhỏ, mà chúng tôi phải leo lên đó, xong rồi lấy đồ gạo cuốc, xong rồi và những cái bao mang về nhà quậy thành một cái thứ nước đặc đặc lỏng lỏng, mà không có thời giờ để nhặt cái vỏ, cho nên chúng tôi ăn cả vỏ khoai mì. Cái thời gian đó anh em lúc người nào mắt cũng bị chảy ghen vàng ra. Còn những giai đoạn khác thì họ cho ăn bột mì hay là bánh mì. Bột mì là bánh mì, nhưng mà cái tiêu chuẩn thì tôi không biết là bao nhiêu, nhưng mà tới tay anh em chúng tôi
thì mỗi người chỉ khoảng 100 đến 200 gram bột mì một ngày mà thôi. Thành ra chỉ làm được một ổ bánh mì nhỏ trong buổi sáng, nếu buổi trưa thì là hết. Còn lại thì ngày nào thì phải ráng chịu ngày đó, chứ còn không có cách nào hơn. Như thế thì chắc mọi người sẽ ôm yếu đi. Chắc chắn rồi, nếu mà không có thăm nuôi thật sự thì phải nói là chúng tôi mang ơn tất cả những bà vợ đã cải tạo. Nếu không có bà thăm nuôi, không có lặn lội đường xa, núi thẳm mà mang thức ăn lên thì chắc chắn số những người chết ở trong tù phải lên gấp 3, gấp 4. Nhưng mà thăm nuôi thì cũng đâu có mang được bao nhiêu. Tùy, cũng tùy trại, có trại họ cho được 10 kg, có trại thì cũng lờ để cho mang nhiều hơn, tại vì nếu không cho mang nhiều thì anh em chết hết. Nhưng mà có những nơi họ chỉ cho mang có 3 kg thôi. Giai đoạn đầu tiên chỉ mang 3 kg thì người nhà cũng gói gọn lại trong 3 kg là gạo với một chút đường. Thì mấy tháng thăm người một lần, thì dù sao nó cũng là một cái sự hỗ trợ rất là lớn cho anh em chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi phải đào củ, phải tự đi vào rừng mà kiếm được con gì để bỏ miệng con đó. Có nhiều anh bắt chuột để ăn. Như anh bắt chuột và những anh khác thì ăn cả thật thùng, rắn mối, thằn lằn, bất cứ con gì chạy. Chúng tôi đùa nhau là con nhiều gọi mà không kêu thì chúng tôi ăn hết. Nói chung là cái trại của anh thì nó không có ý đồ trả thù chứ. Nói thế cũng đúng mà cũng không đúng. Tùy theo cái, phải nói là tùy theo cái người mà chỉ huy trại. Chẳng hạn như những người nam á, là những người nam tập kết á, thì đời sống dễ thở hơn một chút. Còn khi mà trưởng trại mà là những người Bắc như chúng tôi hoặc là những người thanh nghệ thì phải nói đời sống rất là khốn đốn. Họ bắn giết chúng tôi một cách thoải mái, bắn như con heo con chó. Và những cuộc bắn mà không có ra tòa xử. Những người chỉ nghĩa là về tình nghi trốn trại thôi. Tình nghi trốn trại. Tức là có thể là âm mưu trốn trại mà chưa có vượt thoát ra ngoài cũng đã bị bắn rồi. Ở trong thời gian tôi ở thì có hai anh là mới giấu đồ ăn vào trong cái cột tiêu, ở nóc cột tiêu và trong cái chạm bếp để chuẩn bị ban đêm á, thì ban đêm phải lén lén dậy lấy giày mà đi, thì không ngờ bị một tay anten nó báo cáo, rồi sáng lôi ra bắn liền. Mặc dù mấy anh chưa ra khỏi trại, mới ngồi trên giường mới đi giày vào thôi, mà đang chuẩn bị mặc quần áo thôi chứ chưa ra bước chân ra khỏi tới cái láng của mình. Còn một số anh khác thì ở trại chúng tôi nhớ là L1T1 đó, có những anh thì vừa mới ra tới cổng trại thôi, cũng đã chuẩn bị để trốn trại, tức là đeo những ba lô đồ ăn người nhà thăm nuôi mang lên, thì vừa mới ra tới cổng trại một cái thì bị nó phát giác thấy túi nặng, đi ban bắt đêm. Lại liền dạ. Ban đêm hay ban ngày? Ở ban ngày đi thì về, thay vì đi ra ngoài để làm lao động chặt cây chặt củi thì mấy anh mang theo thức ăn do người nhà mang theo, người nhà giúp đỡ, thì ra tới cổng cái bị bắt lại liền. Bắt lại liền và bắn ngay tại chỗ. Những người khác mà nếu mà vượt ngục mà đi được một thời gian này trở lại thì chắc chị cũng đã biết là cái hình phạt dành cho những người đó như thế nào rồi. Có một số người thì nó không giết nhưng mà mang về thì nó trói lại như là trói dầu heo vậy đó. Trói một con heo cuộn kín tất cả thân người xong rồi treo toàn teo lên trên cái nóc nhà xong treo cho nó. Treo một lúc là ngất lịm về, máu nó không có chảy. Rồi là ban đêm thì nó lôi xuống cho cùng nó đấm đá. Rồi bên thay nhau đứng lại người đấm người đá. Thấy có một trường hợp chính mắt tôi cũng nhìn thấy một anh trốn chạy mà không may mắn. Bị nó mang về giữa sân, nó để khoảng hơn 10 tên cán bộ đứng quay chung quanh. Đấm một cái văng cho bên kia, thằng kia đá lại một cái. Cứ thế một vòng tròn nó đánh anh ta đến khi ngất xỉu. Và đưa đi đâu không biết. Còn một anh khác thì vì lén gửi cái thư cho gia đình bằng cách là viết một cái thư nhỏ xong rồi vo viên lại lúc ra ngoài làm đồng bắn cho người dân để nhờ người dân mang về cho gia đình, mà không may bị bắt thì nó lôi vào, nó nhốt được trong connect, thì trong đêm đó nó đánh anh ta chết ngay. Sáng sau anh em chúng tôi 4 người phải đi khiêng chôn, người bầm tím máu ứa ra tất cả mọi trong những chỗ nào có thể ứa máu là được. Thời gian đó là công an quản lý hay là cán bộ đội? Bộ đội nhiều hơn, bộ đội đánh chết người nhiều hơn là công an. Công an thì dù sao nó cũng không có dữ dội như là bộ đội. Mà những người bị bắn chết đó là đa số ở trong thời gian của quản lý của bộ đội. Đến khi đến công an thì những người mà phạm lỗi thì ở chống đối hay là có hành vi trốn trại thì công an nó chỉ nhốt ở trong con ách.
đánh đấm nhưng mà không có đến nỗi giết người và không có đưa ra bắn như là bộ đội. Còn nếu mà ai ốm đau thì có thuốc men gì không? Cái đó thì hoàn toàn không có. Ở trong đó thì tuy là có bệnh xá nhưng mà anh em mà bị thuốc á, thì có mà lên bệnh xá khiêng vác lên bệnh xá thì nó cho uống xuyên tâm liên. Và cái thuốc thứ hai là thuốc khắc phục. Là chính bản thân tôi đã bị hồi đó bị bệnh nặng và mình bác sĩ cõng tôi lên trên bệnh xá. Ở trên đó chỉ được có họ cho viên thuốc là về khắc phục thế thôi. Và cũng may mắn mà tôi không chết. Ngoài ra thì họ có những cái sự về tinh thần nào đối xử có đàng hoàng không hay là họ tinh thần thì thật sự ra thì như tôi đã trình bày là ở những trại nào mà có người chỉ huy á và chính ủy là người Bắc á thì tình hình rất là căng thẳng, bị rủa, bị chửi, bị la mắng hoài và có thể bị lâu bị bắn. Nhưng mà còn vấn đề mà đối với những người Nam á, thì tương đối dễ thở hơn, chỉ bắt chúng tôi làm lao động thôi chứ không có chửi bới, đánh đập và không có bắn giết như là bên ở trong những trại mà do những người Bắc chỉ huy. Anh thì anh có bao giờ toan tính trốn trại không? Hồi đó đã có một vài lần tôi đi ra tới ở trong trại Cà Tum, nó ra tới sát biên giới rồi, đi mấy anh em ra sát biên giới rồi. Tức là nghe tiếng người nói, nghe tiếng máy xe chạy. Tại vì ở Cà Tum mà đi ra biên giới sang bên Campuchia. Năm sau khi bị ở tù. Dạ, khi đó thì năm đó là năm 2 năm sau khi ở tù thôi. Thì chúng tôi ra tới đó nhưng mà mình thấy vòng vây dày đặc và có cái hàng rào bị mìn. Một số những anh khác đi không bao giờ trở lại hoặc là bị mìn nổ chết. Hoặc là đi sang tới bên kia cũng bị Campuchia bắt mang trở về. Thế giai đoạn về sau cuối cùng trước khi được ra tù thì có dễ thở hơn không? Những năm về sau khi chúng tôi ra tù là năm 80-81 đó, thì tương đối thì cũng không có cái hành hạ gì. Chỉ có đi làm lao động như người thường thôi. Rồi trở về chứ không có còn lên lớp học tập mà chửi bới như hồi đầu nữa. Còn cái vấn đề ăn uống thiếu thốn chết chóc thì nó có bớt đi không? Hay là... Về sau thì... như tôi đã trình bày một lần đầu từ những cái lời mở đầu đó là nhờ gia đình thăm nuôi, về sau thì thăm nuôi sẽ thở hơn thì họ cũng thả lỏng lại cho gia đình thăm nuôi mang nhiều đồ ăn vào hơn thì chúng tôi cũng sống sót là nhờ cái sự thăm nuôi của gia đình. Thế anh có nghĩ là sau giai đoạn mà anh được trở về rồi những người tù khác đó thì họ có bị xử tệ không? Anh có nghe nói những tin tức của những người mà còn lại hoặc là những người bị bắt sau này về chính trị đó? Tôi cũng gặp một số anh em ở lại sau tôi đó, thì họ có cho biết là về sau giai đoạn sau thì hình như có sự can thiệp của bên nước Mỹ cũng như là các quốc gia tự do khác đó, thì cách đối xử đối tù nhân nó có khác, tức là chỉ bắt đến lòng động thôi, không có bắn giết như những giai đoạn những năm đầu tiên. Từ năm 80 trở đi về sau này thì chỉ là một sự giam tù mà thôi. Và anh ở tù tổng cộng bao nhiêu năm? Tôi tù như vậy là 5 năm 4 tháng. Một ngày kia họ gọi về? Vâng, một ngày nào đó thì gọi lên làm việc. Mà trước khi lên làm việc, trước khi được thả về đó, họ làm việc và họ cũng đưa tờ giấy, họ bảo tôi ngồi khai xem mà có anh em nào phản động hay là gì không. Tức là muốn mất tôi làm anten. Mà ứng dụ tôi là phải anh phải khai không được về. Để gia trại của tôi sẽ giữ lại. Và nếu anh không khai thì chúng tôi sẽ giữ lại, anh phải khai thật xem mà trong nhóm ai phản động hay chống đối gì không. Thì dĩ nhiên tất cả của tôi chẳng ai khai hết. Tôi biết là chắc chắn là trước xong tôi phải về thôi. Thành ra chúng tôi kể, chúng tôi nói không biết gì hết, không thấy gì hết. Thế nó cũng thôi. Cảm ơn anh. Dạ vâng, thì cảm ơn chị Đỗ Thuấn và cũng kính chúc quý vị theo dõi chương trình Bản sự như ý và bình an.